Kênh Đồ Lĩnh Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 5. Rồi, cũng như mọi ngày ha, vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ tối nha các bác. Mỗi ngày thì em lên một live. Và các bác chọn được mã nào, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc. Rồi, em lên nha các bác. Đầu tiên giờ em lên cái áo satin này, áo satin chuẩn cấp phát lính Mỹ đời 67. Trước khi em giới thiệu sau đi, em mặc chiếc size nhỏ nha, size 14. Cái này các bác tầm dưới 60 cân thôi. Dưới 60 cân nha các bác. 62 thì cũng được. Mà các bác muốn thoải mái thì sống dưới 60 cân và dưới 1m63. Dưới 1m62 luôn đi. Dưới 62 cân và dưới 1m62. Rồi. Tình trạng nước màu cũng còn 90%. Không lỗi lầm à, có các bác. Size 14 1/2 nhân 31 nha. Rồi. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 67. Nhà thầu QHZ. Rồi cái này anh này anh giặt ra bác, anh phơi lên cọng giấy kẽm. Ông để ông phơi lên cọng giấy kẽm này các bác. Đó, nó cho nên là nó bị nguyên một lần cái dấu cái kẽm nó ra hoen rỉ các bác. Cái này bên trong thôi nha, còn nếu các bác mặc ra thì bẻ ra nó lòi tí ngay cổ chỗ này cũng mờ thôi nha. Rồi nó chỉ vậy thôi, cổ tay đâu còn ổn nha. Cái này chỉ thừa thôi, những cái này chỉ thừa đây, về gỡ ra em gỡ ra nha. Rồi rồi nó chỉ vậy thôi, cho ngoài ra không lỗi nha các bác. Nó chỉ lỗi cái phơi đồ thôi, này nó bị một chấm nhỏ thôi. rồi size nhỏ nha, em bán đầu line 900.000 đồng, 900.000 nha các bác. Mã số 823. Vai 41.5, tay 58.5 luôn, và dài 68.5. Đọc chính xác nha, từng milimét nha. Rồi mã số 823 nha, 900.000 đồng. Cái thứ nhất, tiếp theo em lên như còn cái quần gì không ta. Rồi một cái quần satin luôn, nó khác màu nha, nó không đồng 70 nè. Quần thì nó mới hơn nha. Quần satin chuẩn lính Mỹ nha. Nhưng mà size nhỏ, bác nào nhỏ con chốt cho em con này. Độ mới cao lắm nha. Các bác có thể ghép nguyên bộ với cái áo ha, nhưng mà nó không đồng màu đâu nha, nó tỷ lệ 70 thôi. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 66 nha các bác. DSA 100. Nó không ghi đời phía sau thì nó là đời 66 nha. Nó phải có ký tự nha các bác. Hàng cấp phát phải có những cái ký tự như đây, DSA hoặc DLA. Và đây DSA 100 thì nó mặc định là nó năm 66 ha. Rồi size 30 nhưng cho 33. 33 là chiều dài đấy. Mới lắm các bác. Này mới. Cái này mới lưng gần như là chưa sử dụng luôn đấy. Rồi nói chung là rất là mới nha các bác, mới 98%.
thường mấy cái quần satin là từ nó làm sẵn cái lỗ ống này. Nhưng mà ít khi nào nó luồn dây vô lắm nha, nó làm sẵn cái lỗ thôi. Về các bác ơn thì kiếm dây luồn vô sao. Hoặc nó có cái dây nó nằm bên trong nó sẵn không? Không có. Rồi, quần cúc gài nha các bác, cúc gài. Chất liệu satin, nó mới lắm, nó quần nó rất là mới luôn nha các bác. Rồi, bác nào nhỏ, chốt cho em con này. Eo 74 các bác. Kéo căng ra thì 77 nha. Kéo căng ra thì được 77, để lỏng lỏng thì 75. 75 kéo căng 77 ha. Rồi, dài. Dài 113. Ống 23 nha các bác. Rất là mới luôn nha, 98%. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 66 nha. 2.200.000. Mã số 824 nha. Rồi, tiếp tục. Một cái quần Canada. Quần M65 Canada ha. Tạm gọi là vậy đi, tạm gọi là quần M65 Canada. Rồi, tình trạng cũng còn ok nha, 92% trở lên. Không lỗi lầm. Nó đều có miếng bên trong ha, cái này nhét vô cổ giày đó. Đó, cái các bác không xài thì nó có cái nút bên gài đây. Nếu mà không xài cái đó thì mình gài lên đây. Nó sẽ không có bị lòi ra ha. Được. Có đắp mông rồi các bác. Có đắp mông. Rồi, áo quần còn ok nha. 92.5% trở lên. Không lỗi lầm. Chỗ này nó hơi dơ về giặt một tí. Còn mờ thôi. Rồi em vò nó cũng ra. Ra luôn nghe các bác. Chất liệu vải Canada thì nó như này. Rồi. Made in Canada. Size gì đây? Size 7038 này các bạn. Nó dùng giống như dùng cái giống như NATO size vậy đó. Cái này thì em không biết size gì. Tem còn cứng vậy nè. Rồi, quần còn ổn hết nha các bạn. Rồi, nó có thun hai bên nè. Nhưng mà cái thun thì nó độ đàn hồi nó cũng ít thôi. Size này chắc tầm size lát đấy các bạn. Rồi, eo 96. Kéo ra nó tới 104 lần nha. Cái này có thể cái thun nó hơi giãn đó. Bác nào mà nếu có thể eo nhỏ hơn, mình có thể về cho thợ họ rút cái thun lại bớt một tí. Rút cái thun hai bên lại đi. Rồi, eo các bác nào phải 100. 100 đến 106 là đẹp ha. Rồi, size to nha. Quần này bữa giờ nó ít các bác, bữa giờ ít gặp. Đây mới thấy. Dài 101. Lát short. Tương đương size lát short các bác. Ống 26 ha. Rồi. Rồi, quần còn ok nghe, không lỗi lầm. Em bán 1.200.000. Mã số 825. Tiếp tục. Một con áo beo. Nó là dạng sơ mi nghe các bạn. Sơ mi beo. Cái chất vải nó nhìn nó gần như vải dạ đó các bạn. Của hãng Red Hat. Made in Hồng Kông nha. Made in Hồng Kông. Tất nhiên nó thời trang thôi. 100% cô tông. Rồi, chất liệu của nó đây, độ mới cao nha. Cứ phải để cận cảnh để các bác thấy chi tiết cái chất vải ha. Nhiều khi để xa như thế này các bác đâu biết vải nó như thế nào. Ví dụ lại để xa cái nhiều khi nó có dơ bẩn hay độ mới nó không cao, mình nhìn xa cũng khó hình dung luôn.
cho nên là cứ phải cận cảnh đi các bác, tiện lắm bác. Nhất là cái chất liệu vải thì các bác có thích hay không, nhiều khi để sai thì các bác đâu biết chất vải là chất gì đâu. Rồi độ mới cao ngay các bác, cũng 95% trở lên, hơn đấy, cứ báo 95% thì nó thực tế nó hơn. Này nó dính gì, nó dơ bên trong nghe, cái này giặt ra nhưng mà nó nằm bên trong thôi, chả sao. Thì nó dơ dính gì thôi. Rồi các bác từ 65 đến 75 kia. 67 đi ha, 67 đến 67 đến 78 kia. Mặt cái này nhìn cũng hay quá hả. Rồi. Thường em ít khi nào bác đồ beo lắm, cái này thấy còn đẹp, còn nhìn nó còn đẹp em mới lên thôi, chứ còn ít khi nào em lên đồ beo với đồ cành cây lá khô này không có bán. Nó nhiều lắm, nhiều nhưng mà không bán, bán nó nhiều khi nó mất công lắm. Rồi ok, rồi cái này nói chung còn đẹp nha. Rồi đó, số cân thì như em đã báo, cỡ như em 65kg mang cũng được, 65 đến 77kg. Rồi em bán 250.000. Cái này còn đẹp nghe các bạn, có dạng sơ mi thôi, lịch sự ha. Rồi hai túi ngực có nắp đó, cũng hay đấy các bạn. Cái chất vải nhìn cũng hay. Mã số 826 nha, 250.000. Vai 49, tay 64 và dài 79 nha các bác. Ok, tiếp tục. Rồi sơ mi giả. Sơ mi giả cho quá nhiều. Quỷ lên nhiều. Con này đời 77 nghe các bác. Đời 77 cái cổ nó làm có hồi lớp. Trước đó thì nó vẫn hai lớp ha. Còn tới cái khúc này sao nó làm có hồi lớp, mà đời sau tầm 80 thì nó lại quay lại hai lớp. Tất nhiên cái kiểu nó vậy nha, mình mặc mình bẻ đó. Nó làm mềm mại. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 577. Đề đa anh chắc đề 77 ha, size Simon. Nhà thầu Green Buyer Industry. Rồi, chất liệu giả nha các bác. Chất liệu đây. Rồi, không lỗi lầm. Độ mới cũng còn 90%. Nhìn bụi thôi. Hai tem luôn nha, đây hai tem luôn đây các bạn. Rồi tầm 90%, chỗ này nó hơi xích xích tí, hai chấm nhỏ ngay cùi chỏ các bạn, đây ngay cái cùi chỏ tay bên phải nha. Nhẹ nằm phía sau một tí, nó ấy thôi, xước hai chấm bằng đầu tâm. Các bác mặt chán này sau này về cắt làm tay ngắn cũng được. Rồi bán size sẽ nhỏ luôn nha, 200.000. Độ mới tầm dưới 90%. Em bán 200.000 đồng. Rồi này nó nằm ngay cùi chỏ đó nha, tí này nhỏ lắm, khó thấy đó. Cái bác mặt chán này sau này là cắt làm tay ngắn cũng được, còn này nó cũng đẹp ha. Rồi 65kg đổ lại, 65kg đổ lại nha các bác, và 1m68 đổ lại đi ha, 1m7 cũng được, cái chiều dài nữa, chiều dài này 1m7 được chứ ha.
Rồi, em bán 200 ngàn. Rồi, mã số 727. Vai 48, tay 65, dài 70 nha các bác, 200 nghìn. Mã số 827, tiếp tục. Rồi, một cái nữa nè, size salmon. Đời 77 luôn các bác. Giống y cái nãy luôn, cùng đời nha, cùng size luôn. Cùng nhà thầu luôn, ring buyer. Size 1. Rồi đời 77 luôn nha, cùng một lô luôn đấy các bác. Mã hợp đồng là 0367 nữa. Cái kia cũng 0367. Rồi, cùng luôn các bác, cùng hợp đồng luôn nha. Y chang nhau, không khác gì. Rồi khuy bóng luôn. Rồi cổ tất nhiên nó một lớp nha, cái dòng cổ semi này thì nó một lớp. Đó, cái này lúc nào nó cũng may sẵn vô. Nhưng mà nó lính nó chưa có viết tên vô đâu nha, nó vẫn còn mới chưa sử dụng được. Cái này chưa sử dụng là có đấy nha, mới lắm. Và size nhỏ nữa. Size cũng cùng size với cái nãy đó. Nhưng mà em cứ mặc vào đi ha. Cũng dưới 65 kg, mới lắm nghe các bác, cái này mới tinh luôn đấy, 98% chưa sử dụng. Rồi 1m7 đổ lại ha, 1m72 cũng được, cái này cảm giác nó dài hơn chút. Nó tay gài lại thì gọn gàng ha nha. Rồi 65 kg đổ lại ha, bác nó thích ôm ôm như 68 kg như em cũng được. Rồi 1m72 đổ lại, mới 400 nghìn, size small nha, size nhỏ. Mã số 828. Vai 46, tay 67 và dài 73 nha, nó dài hơn cái kia chút. Rồi mã số 828, 400 nghìn. Tiếp tục. Rồi một con áo ACU. Rồi 100 nghìn. Cứ ACU với Multicam là 100 nghìn đồng giá. Rồi size medium regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, đời 2010 nha các bác, SBM1C1 2010, ba tem luôn. Đây là tem bên này. Rồi nước màu còn 95%, 100 nghìn đồng. Ok các bạn. Rồi 68 đến 78 cân, 80 cân cũng được. Rồi 1m72 đổ lại. Rồi 100 nghìn. Áo thì đều nhưng mà nó bị dính mực như thế này. Nó bị dính mực, về giặt thì nó bớt nghe quá. Nó giống cái chỗ này người ta cấm viết, nó dính mực mà.
vai 49 này. Tay 62. Và dài 73. Mã số 829. Cái này bữa em có bán cho một con anh chốt. Là lẽ bán rồi mà shipper nó không nhận, bên giao hàng nó không nhận giao đơn này, nó quay đầu lại cho em 100.000. Tức là nó báo khách là khách hàng tỷ lệ nhận hàng 0%. Tức là khách hàng đặt 5 đơn mà bom hết 5 đơn, cả 5 đơn, cho nên là giao hàng nó không đồng ý giao nữa, nó quay về lại. Nó kêu nhiều anh đặt xong rồi, ví dụ tỷ lệ đặt 5 đơn bom 2 đơn, đặt 5 đơn mà bom cả 5 đơn, nên là không dám giao các bạn. Bên giao hàng em vẫn giao, em vẫn gửi nha, nhưng mà bên giao hàng họ không đồng ý giao nên nó quay đầu về. Rồi 100.000 đồng, mã số 829 ha. Em đo chưa ta? Nhiều khi vừa bán vừa nói chuyện cái quên mất tiêu, đo lại cho chắc đi. Vai 50 nè, tay 64 và dài 73. Mà trong khi cái áo này, nhiều khi cái áo này tới mấy người chốt, người ta chốt sâu, người ta chốt không được. Rồi tiếp tục một cái quần cọc nè các bác, một cái quần cọc nha, eo 96 luôn, kéo ra nó tới 106 luôn nha, 96 cũng size to, eo các bác nào 98-100 là đẹp, 104 độ lại, dài 112, ống 23, độ mới cũng còn trên 90%, chuẩn cấp phát lính Mỹ, size 36 nha. Bởi vì cái này nó có thun cho nên là xe ba thấu tường eo 92 thôi, thun nó hơi giãn nên nó cho nên giờ nó tới 96 rồi. Rồi nút gài nghe các bác, không lỗi lầm nha, độ mới thì tầm 90%. Rồi ok, 250.000, có đắp mông đầy đủ nha, cọc trắng không quân nha các bác, chất liệu kaki dày, đắp mông hai lớp, chuẩn cấp phát đến Mỹ ha. Đời bao nhiêu? Đời 2008 các bác. Đời 2008. Ok. Rồi tiếp tục. Mã số 830. 250.000 nha. Rồi em lên một con áo Pháp. Áo Pháp 4 túi nha. Cái dòng này là form dài nha. Cái áo Pháp này, cái dòng này nó cái form nó dài, nhưng mà các bác bò lên được, nó có dây rút mà, các bác rút lên bò giống mời sô lông vẫn được ha, có thể bò như thế này. Đó. Rồi các bác 65kg đổ lại, 68 vẫn được, em mang vẫn thoải mái, mà nó có điều nó hơi ôm, dưới 65 thì đẹp hơn. Rồi và cũng mét 65 đổ lại thôi các bác, mét 66 đổ lại thôi, em mét 68 cái tay có vẻ không được dài lắm ha. Rồi ok, hơi dơ dơ về giặt vậy em, này các bác ngâm xà bông một ngày chài vậy em, cái tay nó hơi vải xương cá nghe, tay nó hơi dơ
nút ra tên giờ đứt thôi, về cái bắt căm xà bông giặt gì mới được rồi. Đó, dơ dơ cổ cũng vậy nè, cổ cũng đứt rồi, này nó bơi bay rồi. Độ mới thì cũng dưới 90%, với lại do nó hơi dơ thôi chứ cũng cái bắt giặt sạch sẽ thì cũng phải trên 90 đấy rồi. Dơ bụi đứt thôi, còn là chất liệu xương cá này, màu nước màu còn ok nha. Đây, chất liệu xương cá rồi ok, dây rút eo, dây rút đai đầy đủ nha các bác. Rồi em bán 300.000. Hơi dơ nha, trước là hơi dơ, về giặt gì mà vai 48 này phải ngâm xà bông một ngày. Tay 55 và dài 78 nha các bác, 300.000, mã số 831. Rồi lại một cái áo pháp nữa, cái màu này đẹp nha, thì bữa hôm có lên cái giống giống rồi. Chất satin nha, satin nha các bác, chất liệu là nó là satin đấy và màu nó hơi nâu nâu. Áo jacket của Pháp nha, có chữ A tay và nó có cả cái lớp lót bên trong tay nha, nó lót lót nó từ đây xuống thôi, chống côn trùng cũng là cá yếm này vậy. Rồi ok, rồi áo còn đẹp nha các bác, nước màu trên 92%. Này dơ dơ tí về vò ra này, mở ra tí rồi có dây rút eo, dây rút đai đầy đủ rồi. Nó cũng hơi dơ dơ rồi, các bác về vò giùm em nha, lấy nước rửa móng tay vò. Đó, có cả yếm nha các bác, khỏi xài được. Rồi các bác từ 70 đến 68 đến 80 kg. Rồi em gài hai hộp cả. Túi nổi nha. Ủa nó cứ dơ dơ đi. Các bác lấy về nước rửa bóng tay vào em nghe, đây nè. Rồi áo jacket của Pháp. Rồi em bán, rồi bán 300.000 đi, trừ hao mấy vít dơ này nghe, về xử lý mấy em tí. Ok, còn lại cái màu nâu nhìn nó cũng cổ điển nha các bác. Túi áo jacket nha, áo này là jacket 67 đến 78 cân, cao 1m73 đổ lại. Ok rồi, chất liệu satin nha các bác, 300.000. Rồi nói chung nó có vài vết dơ dơ đó, về vò này giống như xi măng ấy, anh em đi làm hồ dính xi măng vô sao đó. Em nghĩ chắc vậy, về vò từ từ cho nó bớt á. Này bộ cái tem chất liệu satin nha, 100% cô tô qua tem, biết phải lính Pháp hay không, cái này của Pháp thì chắc chắn không biết phải của lính hay không, cái màu nó lạ. Rồi khóa túi, túi dưới rồi nhìn cũng hầm hố đấy các bạn, 300.000, dán chờ sẵn. Cái cổ nó cũng hơi dơ dơ tí nha, vai 51 nè, tay 61 và dài 75,
nó cái cổ nó cũng hơi dưa dưa tí nghe các bác, mờ đây. Mã số 832-300 nghe. Rồi em lên một cái quần Pháp nữa, toàn đồ Pháp không. Đời 66 rồi nha. Eo 78 nha các bác, kéo căng 80 nha. Chất liệu satin luôn. Dài 100. Ống thì nó có thun, từng quần Pháp nó có thun. Kéo ra đến 20 nha, về các bác không thích thì cắt bỏ cái thun đi thôi. Nó có cái lỗ này, dít cái sợi thun ra cắt rút ra thôi. Rồi đầu gối hai lớp nha, cái này quần xưa nha các bác. Quần xưa và nó có đường may đáy nha. Rồi, chằn đáy hai lớp nè. Chỗ này nó sướt sượt sượt thì nhẹ này. Rồi chỗ đây hơi hoen rỉ, nói chung cũng dơ dơ, hơi dơ dơ vài chỗ nghe các bác. Mà dòng này nó quần xưa, nó sẽ đắt hơn những cái dòng đời sau này đấy. Đời 1966 nè, chuẩn lính Pháp nha. Rồi quần này nó có cả yếm đỡ bên trong, nước màu còn tương đối đây. 90%, nhưng mà nó có vài vết dơ dơ đây, em đã báo ha, vài vết dơ. Nãy đó cái này nãy chỉ rồi, nó vậy thôi. Túi của nó đây, cái túi của nó cũng khác, nó giống như cái áo nãy các bác, cái túi nó giống như cái áo này. Bữa hôm bao nhiêu có cái áo giống vậy mà màu cùng màu như thế này luôn, nó đồng bộ luôn nhưng mà quên bán cái áo mất tiêu rồi. Quần này thì nó độ mới tương đối thôi. Ok, hàng xưa nha. Rồi cái này em bán. $500.000 nha các bác. Cái này quần xưa nha, đời 66 đấy. Đời sau này thì nó cái túi nó không có phọc, túi nó xẹp luôn. Còn cái này túi phọc. Mã số 833. $500.000. Tiếp tục. Rồi, lại một cái quần Canada. Là cái quần này cũng hiếm nha các bác. Chiếc vải dày chứ không phải chiếc vải giống như cái hôm nãy em lên á, là cái vải nó mềm nó mỏng, còn cái này vải dày nha, chiếc vải nó dày lắm nè, chiếc vải nó dày. Cái chỗ này nó hai lớp nhưng mà nó bụi bặm, cái màu nhìn nó bụi bặm nha các bác, tức là nó mặt nó có giống như là nó có xuống màu nhẹ mà nó quát đều cái quần. Thật ra nhìn cái quần nó gọi là bụi bặm ha, phong trực. Bác nào thích hè bụi bặm thì mới chốt được ha. Rồi chứ còn là nhìn, nếu mà các bác thích quần mới thì kiếm không độ mới cao á, thì thích những quần độ mới cao thì không chốt con này được đâu các bác. Cái này dành cho những bác chơi hè gọi là, em hay nói đùa là hè bẩn bẩn đấy, hè bụi bặm đấy, tức là em vẫn thích mấy cái hè đó, em vẫn mặc đó nha. Đó, còn cái này bên trong của nó này, nhìn nó còn mới ha. Còn cái vải bên ngoài đây, các bác nhìn hai màu tỷ lệ nó lên. Nhưng mà khi người ta mặc nhiều nó quát ra ha. Nhìn nó tạo những cái điểm quát, nhìn cái vải nhìn bạc bạc đó, đại khái này. Nhưng mà nhìn nó hay bụi bặm nha. Nhưng mà cái này cũng không rẻ đâu nha các bác. Quần dày nha, quần Canada nhưng mà loại vải dày á. Cái hôm nãy em lên đó là cái vải mỏng. Chất vải mỏng, nó cũng là vải cát thôi nhưng mà nó này nó dày hơn, đắp mông hai lớp nè. Cái này đầu gối nó cũng hai lớp nè, bên trong hình như nó có thêm lớp bảo vệ nữa các bác. Rồi nó đều, nói chung là tình trạng đều màu bụi bặm. Có cái này nó dính sơn nè,
một lỗi duy nhất ở đây thôi mà em nghĩ ra các bác. Đó, em vò nó ra dính vô tay rồi. Nhưng mà cái này phải vài lần nó mới hết. Kê luôn đi ha, các bác để em đi. Rồi, mới hai lần là nó gần hết rồi. Cái này vò 3-4 lần là bao ra sạch luôn nha. Ok các bác. Bên trong nó có thêm lớp gì? Ủa, cái này đẹp lắm các bác. Tức là cái phần này nó tới 3 lớp rồi. Ở giữa nó có thêm một lớp gì nữa các bác. Nó tới 3 lớp rồi đó. Đó, bên trong nó có cái cũng nó có lớp lót để nhét vào cổ giày đây nghe các bác. Nhưng mà này nó vẫn ngắn hơn bên ngoài. Con này chất lắm các bác. Nhìn nó bạc bạc, nhìn nó hay lắm. Nói chung nhìn nó bụi bặm ha. Cái này nó nói chung là cái này không rẻ các bác, cái này hiếm lắm. Cái quần kia thì nó nhiều chứ dòng này nó hiếm lắm các bác. Khóa Lightning nghe, khóa Lightning. Chuẩn cấp phát lính Canada nghe, khóa 2 chiều. Cả chiều dưới chiều trên luôn nha. 2 chiều. Ok. Rồi, tăng đơ đây. Cái tăng đơ nó cũng chất nữa. Đó, nói chung là cái này các bác dành cho các bác chơi hệ bụi bặm nha. Mà giá không rẻ đó nghe các bác. Cái này giá căng. Rồi. Tức là nó nhìn nó quát nó bạc, không có cảm giác cũ đó. Nó bụi bặm ha, đại khái đi. Size Simon Real đó. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, 567 nè. À, quên em nhầm, sorry các bác. Chuẩn cấp phát lính Canada 567. Rồi. Ok. Rồi, thường Canada thì nó sử dụng song ngữ, cho nên nó có cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp luôn. Cái này thì giống như hướng dẫn sử dụng thôi. Còn ok. Ủa, con này không lỗi lầm nghe các bác. Cái này em vò ra sạch luôn rồi, không lỗi lầm luôn. Rồi, nhìn bụi bặm đồ mới đi, nó bạc bạc. Cái chung là em cứ cho dưới 90% này. Ủa, cái phần mông nó cũng 3 lớp luôn các bác. Cái phần mông 3 lớp nha, cái phần đầu gối nó tới 3 lớp chứ không phải 2 lớp đâu. Túi của nó đây. Rồi eo 82, kéo căng 84. Dài 103. Này nó có vài một vài chấm này nữa nha. Cái này vò rồi nó ra rồi, nó giống cái sơn này. Này nhìn bụi bặm lắm các bác. Cái vải dày lắm nha, ống rồi nó cũng chưa sơn cái gì đâu. Ống 24 nha. Rồi. Rồi bác nào vừa ý con này, chốt cho em mã 834. Giá 2.300.000. Đời 67 nha, cái này là loại khác nha các bác. Chứ còn hôm nãy em lên cái loại này thì nó lại khác nha. Tức là nó chất vải nó cũng là vải cát luôn. À, nhưng mà cái dòng này nó mỏng ha. Với cái này thì nó thông dụng hơn. Còn thằng này thì nó đời xưa hơn nha. Chất vải dày hơn. Tất nhiên nó sẽ hiếm hơn. Rồi.
ok các bác, chất lượng ha, chất lượng đấy, tất nhiên là độ mới không cao ha, nhưng mà giá thì rất cao ha, kỳ không các bác. Tiếp theo có bác nào làm mang cái này để gọi là cứu hộ, làm nghề cứu hộ hay gì đó, mặc cái này cho nó nổi được các bác, đi rừng nó đỡ lạc. Chói lắm nha các bác, màu này nó chói lắm. Rồi 68 đến 80 cân. Ok rồi, còn chiều cao thì cứ 1m65 đến 1m75, 1m6 đến 1m62 đến 1m73, mới tinh này bán 200.000, này mới lắm, này nó giống như cứu hộ hay đi săn vậy thôi, này giống như đi săn hả, đi săn mà nổi vậy sao săn, thấy có cái này gắn kẹo nữa, đúng không? Nói chung không biết đi, đại khái nó mới lắm nha các bác. Northwest Territory size medium, mã vạch made in Indonesia nha các bác, made in Indonesia. Rồi 200.000 mới lắm, thêm tem dưới này nữa, mặc chơi chơi thôi, này mặc mặc đi câu thôi. Có hai cái rồi. Để đo em ghi cái mã này trước đã. Rồi vai 44 này, dài nó tới 64. Ủa, phía sau nó có hai cái túi nè, các bác, phía sau nó có cái túi này nha. Rồi các bác đi săn bắn gì nhét vào đây hả? Ví dụ không biết đi. Đó. Rồi, mã số 835. Này đi câu hợp lý nè. 200.000. Tiếp tục. Này cũng 200 luôn. Ui, cái màu cam chóe luôn. Đây ít lát rồi, made in China, made in China nha, size ít lát, master sportman gì đó. Rồi hai lớp, nhìn mã, cái màu nó chói lắm, trên này nó có chân chám nha, nó có lớp bông bên trong, rồi túi nè, nó xuyên bên trong luôn nè. Nó cũng y như cái kia luôn nha các bác, nó một túi nó xuyên này, hoặc là nó các bác tháo rời đây ra được nè, hay thả xuống rồi đó, thả xuống đâu được đâu, đúng không, gầy vô chứ. Rồi cái này nó bị dơ rồi tí, đâu rồi, mới thấy đâu rồi các bác, à đây, nó bị dính dơ dơ tí ngay đây nha. Rồi nè ba, 100.000, 100.000 đồng. Thôi cái này em sửa lại đi nha, em sửa lại giá, cái này bán 150 nè. Mã số 835 bán 150. Nãy em báo 200 nha, nhưng mà em sửa lại đi, bán 150 nó hợp lý hơn. Còn cái này thì bán 100.000. Mã 836 nha, 100.000. Rồi cái này cũng 75 đến 90 cây cân. Rồi. Mã số 836. Chói lắm các bạn. Vai 48. Dài 68 luôn nha. 100.000 mã số 836.
rồi một cái áo xanh không quân. Rồi cái này size to 300 nghìn. Ngày bữa có anh chốt rồi mà cuối cùng anh hủy đó, chốt xong qua ngày sau anh hủy em lên lại nha. Này to lắm, 300 ngàn nha các bác. Cái này cũng quá trời người chốt, rồi cũng mấy bác chốt rốt cuộc cái bác lại chốt hôm qua sau hủy mất tiêu. Ok rồi, cái này 80 kg trở lên nha, trên 80 kg, size 50, 80 đến 100 cân. Size 50L nha. Độ mới cũng trên 95%, nhưng có điều nó hơi dơ dơ về giặt em thôi. Size 50 là chuẩn cấp phát cho Học viện Không quân Mỹ nha các bác, đời 2002 đây. Rồi. Tem còn ok hết nha. Bo rồi còn ngon hết. Nói chung là còn ok hết nha, nhưng mà hơi dơ dơ nè. Này nó dơ đứt thôi, về giặt em thôi. Dơ đứt, mồ hôi đứt rồi. Cổ cũng vậy nè, nó mồ hôi thôi nha, chế độ mới khẳng định luôn trên 95%. Độ mới còn cao đấy. Rồi vai 56. Tay 71. Và dài. Dài 72 ha. Mã số 837. 300 ngàn. Tiếp tục. Rồi lại một con cột nữa. Cột nhiều quá, này sao cột trắng nhiều thế. Size 36 x long 100 nghìn. À đây, cái này có tem, có cái tem tay, có hai tem tay luôn nha. Hôm qua em lên cái mà bị mất cái tem một bên. Mình lên có đủ hai tem là cái. Rồi 100 nha. Rồi 70 kg đổ lại. Rồi cao 1m68 trở lên. Tay thì gài vô đây thì nó không có bị dài đâu. Thả ra thì nó dài thôi. Cái bắt gài lên thì nó cũng cổ này thôi đúng không? Rồi 4 túi. Ok. Ok các bác. Rồi 70 cân đổ lại ha, và 1m7 trở lên, còn đẹp 95%, không lỗi lầm. Rồi US Air Force, thường lính xuất ngũ thì nó tháo cái tem nó ra đó. Rồi còn cái tem này vẫn còn đầy đủ, còn ok hết, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Size 36 x long, đời 2014 nha các bạn. Rồi 100 nghìn. Đồ mới còn ok nha. Cọc trắng chất liệu caro nha các bác. Chất liệu caro deep top. Vai 43. Tay 68. Dài 80. Mã số 838, 100 nghìn.
cái này các bác ghép bộ được này các bạn, cái áo 100 nha, cái quần này bán 300, quần còn 93% trở lên không lỗi lòng nha, quần còn đẹp không lỗi lòng, chất liệu caro, cũng caro rip top luôn, cũng tỷ lệ cũng 90 luôn nha các bác, cũng gần như là ok đấy. Đây các bác cùng size đấy, các bác ghép nguyên bộ được, ghép nguyên bộ ok nha. Rồi quần em bán 300 nha. Cái hộp nút mất em đính vào cho các bác. Eo 74 kéo căng ra 84. Eo các bác cầm ta 78 82 là ok nhất ha. Dài 102. Ống 22 nha các bác, 300 nha. Mã số 839. Quần còn ok nha. Không lỗi lọc. Nó mất một nút em đính vào cho các bác thôi. 300 nha. Các bác nếu mà chốt nguyên bộ là ok nhất. 400 nha, nếu chốt nguyên bộ ha. Còn không thì vẫn chốt lẻ vẫn ok nha các bác. Rồi cái này về ghép bộ là ổn luôn đấy. Các bác lấy cả hai mã này về ghép bộ là đồng màu luôn đấy các bác. Rồi tiếp theo, tiếp theo con này 100 nghìn. Con này thì size nhỏ. Cái bộ kia em ưu tiên quá, các bác lấy nguyên bộ đi. Con này size nhỏ. Ô, cái này áo nữ. Rồi cũng dưới 1m55 và dưới 60kg, dưới 55kg luôn đi. Rồi cũng 100.000 đấy, cái này đồng giá hết 100.000. Con này tem đầy đủ nha, tem mát đầy đủ nha các bác. Ủa, có cả tem con này nữa nè. Rồi ok 100.000, cái này size nhỏ về cho các chị nữ thôi. Cái này các bác lấy về cho các chị nữ hoặc các cháu đó nha. Vai 39, tay 51 và dài 67 nha các bác. Mã số 840, 100.000. Tiếp tục số nhiều cọp vậy ta. Rồi nó lên luôn đi. Này cọp trắng nào đi lạc nhiều thế. Cái này chất liệu kaki nha, nó phải caro, mấy cái kia là vải caro, còn cái này là chất liệu kaki, cọp trắng bị tháo tem này. Kaki thì nó dày hơn chút, nó bị tháo tem này, nhưng mà đây nó có bỏ cái túi vô không thấy rồi ok không lỗi lầm nha, nó chỉ tháo tem thôi, chỉ thừa về gửi mày, cũng đồng giá 100.000. Size 36L rồi, cũng tầm 76-80 cân đổ lại nha. Chuẩn cấp phát lên Mỹ nha, DSCB. Rồi đời 2007. Rồi 1m68 trở lên. Rồi 68-70 cân đổ lại, 70 hơi ôm, 70 vẫn được nha, nhưng nó hơi ôm thôi, còn thoải mái là 68 cân. Form ổn như quá hả. Rồi 100 nha, độ mới cũng còn 93%, không lỗi lọc. Vai 43, tay 67 và dài
dài 80 nha các bác, 100 nha, mã số 841. Rồi một cái áo đen. Một cái áo đen hải quân size 40 regular. Đồ mới cao lắm, rất là mới luôn, chuẩn cấp phát cho Học viện Hải quân Mỹ nghe các bác. Sợ cái dòng này thì nó đóng dấu đời. Cái năng ghi để ta 45% wood, 55% poly. Rồi lót trong nó cũng tháo rồi, mới tinh 97%, mới lắm nha, để dưới nó hơi bụi thôi chứ còn lại mới lắm. Này nó bán rồi, cái này cửa hàng cũng cửa hàng đồ lính bên Mỹ nó bán này các bác, 9 đồng 99 ha. Rồi 250 đấy, ok, cái cửa hàng ở bên Mỹ nó bán nghe các bác, để giá của nó đây. Rồi em bán đắt hơn nữa, em bán 300 ngàn, mới lắm. Cái này mới lắm nha. Size đẹp luôn nè. 40. Rồi 60 đến 70, mới tinh luôn nha các bác, mới lắm nha, mới tinh chưa sử dụng là có đấy. Em cứ báo 97% rồi thôi. Rồi cầu vai, cầu vai cổ bomber bo hết ha, bo là còn ôm kích mới tinh, 300 ngàn. Form nó đẹp các bạn, dễ mang, vai 50. Tay 67. Dài 67 luôn. Rồi không tì vết luôn. Mã số 842. 300 ngàn. Rồi lên một áo compact ACU. Size medium nha. Rồi không lỗi lòng, không lỗi lòng, 94%, chuẩn Mỹ ha, chuẩn Mỹ, made in USA, size medium, made in USA. Mắt thần này. Rồi con này vừa size. Rồi ok hết nha, không lỗi lầm gì hết nghe quá, nó còn ok, không lỗi lầm, size medium. Rồi 350 ngàn, ok các bạn. Rồi em mang là vừa, cổ vẫn còn dư giả thoải mái nha. Các bác cứ từ 60 đến 70 là thoải mái nha, 60 hơi rộng đấy, 63, 64 đến 70 thoải mái. Các bác muốn mặc hơi ôm là từ 70 đến 75 hơi ôm nha. Còn mặc muốn mặc ôm luôn thì từ 75 đến 80. Cái này thì mặc hơi ôm chút nó đẹp, nhưng mà nó nhiều khi nó bó quá các bác mặc nó khó chịu thôi. Thật ra cỡ như em mang là vừa, em 68 cân nha. Rồi hóc cái bụng vô là đẹp thôi đúng không? Hướng cái bụng ra cái là chất quốc liền. Rồi 350 ngàn, không lỗi lọc, áo còn ok. Sạch sẽ, không dơ, không bẩn, không lỗi lọc.
Rồi ngang ngực 52. Dài 76. Chiếc thùng. Chiếc thùng. Vải đường chỉ là ok hết, còn ok hết nha. Mã số 843. 350. Rồi, chắc là nhiêu đây thôi, lên nhiêu đây. Ủa còn cái này ế hả ta? Cái này bữa bán 500 vẫn ế. Mã 454 này các bạn. Áo M65 màu đen mới tinh. Size lắc regular nha. Bữa lên hồi chốt còn sót lại cái này. Vẫn còn ế. Rồi mắt in China. Mắt in China nha các bác. Size lắc regular. Rồi, cũng 500.000 nè, mã 454 nha. Cái này chắc vẫn lên lại thôi. Mới lắm, cái này nó mới tinh luôn á. Cái nào mới mới dám nó mới nha các bác. Nhiều quá kêu đang bán hàng si mà sao cái nào cũng lên kêu bảo mới. Cái nào mới em mới dám nói mới chứ. Tất nhiên hàng si thì chỉ cái đã qua sử dụng nhưng mà độ mới cao. Có những cái nó chưa sử dụng luôn đó. Như cái này chẳng hạn ha. Nhiều khi chưa sử dụng là có. Nhưng mà hàng si thì mình cứ bảo tầm 97% thôi. 97. Ok. 80 đến 90 cân. Mới lắm. Rồi. Chứ còn mấy cái xấu đem đâu có lên chi, nhiều khi nó mất thời gian. Rồi ok. Rồi nón đầy đủ nha. Thân cổ nhựa, thân chính đồng. Đơn giản lịch sự. Rồi mã số 454 đến 500.000. Cái này phải có lên mã cũ. Rồi. Chất liệu kaki nha, màu đen thui. Vai 54. Tay 63. Và dài. Dài 80. Chiếc vải nó đây nghe các bạn, nó đen thui nghe, do ánh đèn nhiều khi nó nhìn nó không có được, nó chói á, nhìn nó không có được đậm lắm. Rồi bên ngoài là đen thui luôn. Rồi, rồi chắc là em ngưng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo vào tối mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bác ưng ý được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Xin chào các bác.